đàn chánh đạo. Tiếp theo, vô phúc cho kẻ xem thường lẽ khôn ngoan, coi khinh lễ giáo. Mong gì rồi cũng viển vông, nhọc nhằn cho lắm cũng công giả tràng, chúng làm việc được gì chăng? Có khi lại nói rằng, có nhiều kẻ theo đàn tội lỗi xưng mình vô đạo, không thờ đạo nào và cũng chẳng tin đạo nào. Tôi sống theo lẽ trí khôn tôi mà thôi. Xin trả lời. Thứ nhất, kẻ xưng mình làm vậy thì tỏ ra nó là dại khờ, vì nó chối kẻ sinh thành tạo dựng nó. Không có lẽ một mình nó mà tự tạo tự tác đặng, phải có kẻ sinh dựng nên nó thì mới có nó. Mà kẻ dựng nên nó, ắt nó phải kính tôn, mà kính tôn vâng thửa lệnh ấy gọi là đạo. Vậy đừng kể thứ đồ dại làm vậy là người, mà tưởng mình văn minh cách trí và đặng sống an đâu. Thứ hai, kẻ xưng mình chẳng có đạo nào, kẻ ấy nói chẳng thật, dối lương tâm cho đặng ăn ở luôn tuồng xác thịt, phạm đủ trăm giống tội. Cho đừng ai tránh lỗi sửa phạt nó, song thật nó nói khác, mà làm thì khác. Vì khi nó bị điều gì rủi ro, nó liền kêu trời van đất, hoặc nó có ý che tiếng thiên hạ nhạo cười, thì chung lén cầu vị nọ thần kia cứu nó. Vậy kêu trời van đất, cầu vị nọ thần kia, phải là chẳng có đạo hay sao? Anh nghe phân trần làm vậy, anh là người khôn, ắt anh phải tìm lấy cái đạo mà nương nhờ. Khi bí yếu, gian nan, như vậy mới gọi là khôn. Chị em thân mến, cha Giuse khẳng định rằng những người nói mình không có đạo nào hết, chẳng qua đó chỉ là cái cớ cho cuộc sống không ra gì của họ mà thôi. Họ tự dối lương tâm để phạm tội. Chúng ta quyết tâm sống thành thật với lương tâm của mình, để tất cả những gì chúng ta học, chúng ta biết, chúng ta cố gắng đem ra thực hành trong đời sống mỗi ngày. Lạy Chúa, sống theo lương tâm ngay thẳng, nói thì thật nhẹ nhàng, nhưng thực hành không dễ chút nào. Vì danh vọng, lợi lộc, đam mê, rất nhiều thứ trong thế gian này che khuất lương tâm, làm chúng con nhiều khi trở nên chai đá, cố chấp trong tội của mình. Xin Chúa thứ tha và ban thêm ân sủng, giúp chúng con can đảm, sáng suốt và sống theo lương tâm ngay thẳng, trọn lành, bây giờ và mãi mãi. Amen. Luôn cậy trông vào cha chi nhân, thôn đơn sơ sống đời khó nghèo, cùng mẹ ra đi về những thôn làng nơi còn nhiều khổ đau, nơi còn nhiều khổ đau. Bao con người một đời cay đắng, ngày tháng không đủ cười thì còn cho họ tình thương, cho họ tình thương. Tình thương đó là con Thiên Chúa chịu chết cho đời, thì trong yêu thương.